Xin chào các bạn nhỏ, chị là Thúy Dương đến từ team chuyên môn của Hóa Văn Chị Hiên. Và ngày hôm nay chị rất là vui khi là người đồng hành cùng các em trong chuyên mục Audio Văn Học. Chúng mình cùng chị tìm hiểu một bài văn nghị luận xã hội về vấn nạn bạo hành trẻ em. Bài làm tham khảo như sau: trẻ em thường bị bạo lực dưới bàn tay của những người mà chúng tin tưởng nhất. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc: chưa bao giờ vấn nạn trẻ em bị chính cha mẹ ruột, người thân trong gia đình bạo hành, lạm dụng, xâm hại lại nhức nhối như hiện nay. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các vụ việc lộ sáng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc và phẫn nộ. Ngay trong thời gian gần đây, chúng ta nghe rất nhiều về vấn nạn bạo hành trẻ em. Vậy bạo hành là gì? Bạo hành là những hành động và lời nói có tính chất vũ phu, ngang ngược, đôi khi còn vô cùng độc ác. Bạo hành trẻ em được xem là một trong những vấn nạn kinh khủng mà nó vẫn đang tồn tại trong xã hội hiện nay. Khi tình trạng này ngày càng xảy ra với mức độ cao thì nó đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh với mọi người phải thay đổi thái độ sống, phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa tới trẻ em, cũng đồng nghĩa là quan tâm tới chính tương lai của đất nước chúng ta. Bởi trẻ em chính là tương lai của đất nước, chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai của nước nhà. Hiện nay, tình trạng trẻ em bị bạo hành có xu hướng gia tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Nhiều hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em trở thành vấn đề nóng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Cũng rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Trước hết có thể kể đến do văn hóa gia đình. Những gia đình có văn hóa thấp, ý thức không cao và những người có phong tục cổ hủ như quan niệm cổ xưa. Những người luôn cho rằng thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vì vậy, việc đánh đập trẻ em có lẽ đã trở nên bình thường trong tiềm thức mỗi người. Nguyên nhân tiếp theo có thể kể đến đó chính là sự thiếu hiểu biết về pháp luật. Nhận thức của gia đình về việc bảo vệ trẻ em còn kém, luật pháp Việt Nam còn nhiều lỗ hổng chưa được cụ thể, chưa có quy định đặc biệt trong trường hợp nhận tố giác từ trẻ em. Nguyên nhân khách quan có thể do môi trường xung quanh đều giống nhau, làm cho con người cảm thấy việc bạo lực là chuyện rất bình thường. Bạo lực trẻ em là ác mộng của tuổi thơ, nó để lại cho trẻ em những hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần, đặc biệt là các sang chấn tâm lý khó phai trong tâm trí trẻ em, và điều này nó hại cho sức khỏe và phát triển toàn diện của trẻ. Bạo lực trẻ em còn phá hủy cuộc sống yên lành ở mọi quốc gia và tất cả các tầng lớp xã hội. Tuy vậy, bạo lực thường như là vấn đề vô hình vì nó xảy ra trong các gia đình hoặc bởi mọi người nhắm mắt làm ngơ hay sợ hãi. Nhiều vụ bạo hành trẻ em bị che giấu trước công luận và thường được bỏ qua nên những con số báo cáo phản ánh chưa đúng thực trạng của vấn đề. Mô típ trẻ em bị bạo hành, bố hờ, mẹ ghẻ, mỗi lần nữa gặp lại. Những đứa trẻ đáng thương, không có khả năng tự vệ, vừa chịu sang chấn khi bố mẹ ly hôn, gia đình đổ vỡ, anh chị em tan đàn xẻ nghé, lại đối mặt nghiêm trọng khi sống với người tình của bố mẹ. Đau lòng là những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng như vậy không phải là chuyện hy hữu mà đã từng nhiều lần xảy ra, khiến dư luận bàng hoàng cũng như nhưng rồi lại nhanh chóng trôi qua, chìm đi, bị lãng quên cho đến khi một vụ việc khác mức độ chấn động thậm chí còn cao hơn lại nở ra. Không thể bỏ qua những ngày vừa qua, báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin làm dư luận xôn xao và bàng hoàng khi bé N.A. 3 tuổi bị chính người tình của mẹ mình bạo hành một cách tàn nhẫn. Làm sao mà không bất bình khi chỉ mới trong thời gian ngắn, bé liên tiếp bị người tình của mẹ bạo hành, đỉnh điểm là hành động đóng 9 chiếc đinh vào đầu gây phẫn nộ. Tôi dùng mình hoảng hốt và khiếp sợ trước lời khai man rợ của đối tượng H. Ngày 17 tháng 1, anh ta đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, hắn tiếp tục dùng quả tạ loại 2kg đóng chiếc đinh dài khoảng 2,1cm vào xung quanh đỉnh đầu của cháu bé. Sau đó, anh ta đưa nạn nhân đi và gửi quay về phòng trọ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là hành vi thú tính không phải của con người, không thể tha thứ cho bất kỳ lý do khi quá tàn ác với những đứa trẻ ngây thơ yếu đuối. Trước đó, tháng 12 năm 2021, vụ bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tử vong do bị người tình của bố hành hạ, đánh đập thời gian dài đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Có thể thấy hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi cùng dì ghẻ tên tệ tham gia hành hạ,
đánh đập bé suốt thời gian dài. Thật không thể nào có thể ngồi im mà xem hết đoạn ghi hình của dì ghẻ Tê tự nhận là quan tâm trẻ, để rồi sau lưng lại những có hành động ghê sợ như vậy. Đoạn clip được lan truyền trên mạng gây ra một làn sóng căm phẫn và xót thương cho những đứa nhỏ. Và nhiều vụ việc thương tâm như thế nữa, không thể đếm, không thể kể hết. Nếu phải chịu cái kết thảm khốc là xa rời cõi đời thì còn quá non nớt, thì những trẻ em bị bạo hành sẽ sống suốt đời với những vết thương thể xác và nỗi đau tâm tinh thần không thể nào xóa. Điều đáng nói là trẻ em bị bạo hành thường là nơi mà người ta gọi là nhà, là mái ấm. Điều đáng nói là bạo hành trẻ em thường là những người mà các em gọi là bố, là mẹ. Đa số các vụ việc kể trên đều liên quan tới bố dượng, dì ghẻ, nhưng không phải vì không chung huyết thống mà họ có quyền làm hại tới các em. Càng đáng lên án hơn khi chính bố đẻ, mẹ đẻ lại tiếp tay làm ngơ cho những chính hành vi bạo hành con mình. Có lẽ câu hổ dữ không ăn thịt con không còn đúng nữa. Nghĩ tới mà lòng đầy ngổn ngang, phẫn nộ. Thực tế cho thấy, gia đình không hẳn là nơi an toàn nhất với trẻ em. Phía sau cánh cửa của một gia đình có thể là những lời kêu cứu của con trẻ. Để không còn tình trạng đáng buồn này, mỗi người lớn cần nhận thấy rõ cách giáo dục phù hợp. Nhất là cha mẹ nên làm bạn với con, dành thời gian để gần gũi, tâm sự, lắng nghe con chia sẻ. Bên cạnh đó, các trường học cần tăng cường các trang bị cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giúp trẻ biết quý trọng cơ thể mình, không ai có quyền xâm hại dù là người lạ, người quen và cả người thân. Thầy cô giáo kịp thời phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ trẻ có khả năng bị bạo hành, xâm hại và thông báo ngay cho người thân hoặc công an địa phương để có giải pháp kịp thời. Trẻ em như búp trên cành, trẻ em chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Hãy chăm sóc và bảo vệ trẻ em vì các em đáng được nhận được mọi sự yêu thương. Đừng để bạo hành trẻ em trong gia đình làm mất đi tương lai của con trẻ. Cần hơn một xã hội trách nhiệm. Hẹn gặp lại các em trong chuyên mục audio lần sau. Bye bye!